blogger Phạm Viết Đào ra tù. Nhà văn blogger Phạm Viết Đào vừa được trả tự do sau khi được mãn hạn 15 tháng tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Trả lời đài BBC ngày 13 tháng 9 năm 2014, ông Đào cho biết ông chính thức ra tù vào lúc 8 giờ sáng ngày 13 tháng 9. Ông cho biết sức khỏe vẫn bình thường dù hơi mệt. Ông Đào, người có nhiều bài viết trên blog chỉ trích chính quyền Việt Nam, bị bắt hồi 13 tháng 6 năm ngoái tại Hà Nội. Đến ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án ông 15 tháng tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Trong tin đăng ngày 19 tháng 3, Thông tấn xã Việt Nam dẫn cáo trạng được đọc tại tòa sơ thẩm cho biết từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013, ông Đào đã lập ra 3 blog và đăng tải 91 bài có nội dung nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, công kích đảng, nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Vẫn theo cơ quan thông tấn của nhà nước, tại phiên tòa, bị cáo Phạm Viết Đào thừa nhận việc đăng tải các bài viết nói trên, thừa nhận toàn bộ nội dung luận tội của Viện Kiểm sát là đúng và xin được xem xét cho hưởng mức án thấp nhất. Trong khi đó, hãng thông tấn AFP cho biết ông Đào đã xin lỗi vì đăng tải một số thông tin không đúng sự thật, nhưng cũng nói thêm rằng ông không nghĩ những bài viết của ông ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tòa phúc thẩm ngày 12 tháng 6 đã xử kín và y án sơ thẩm. Ông Phạm Viết Đào từng công tác tại vụ điện ảnh của Bộ Văn hóa và sau đó là thanh tra của bộ này cho đến năm 2007. Sau đó, ông làm trưởng phòng thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông là hội viên Hội Nhà văn và cũng từng dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Romania, nơi ông đã tu nghiệp đại học chuyên ngành văn chương.